Chào quý vị và các bạn quay trở lại với những tình tiết mới nhất của bộ phim đang hot nhất VTV hiện nay, Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 10, Nghĩa Lộ Mặt Thật, Bà Sinh Nói An Nhiên Là Thất Đức. Trong tập 10 của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Nghĩa thoát vai, Trần Diệu hoàn hảo, tháo mặt nạ, tính toán ân oán xưa cũ, không quên cộng lại cả lãi với lời với ông Trường. Trong những đoạn giới thiệu tập 10, bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, bà Sinh gặp riêng An Nhiên để nói chuyện và hỏi Nhiên về lý do chấp nhận để bản thân và con trai chịu thiệt thòi như vậy khi cho mọi người rơi vào tình cảnh trái ngang. Anh Nghĩa không thể quên được chuyện xưa, còn cháu rất hiểu và thương anh ấy, An Nhiên trả lời. Tuy nhiên, bà Sinh vẫn cho rằng cả hai đang làm việc thất đức, muốn An Nhiên ngăn cản Nghĩa lại. An Nhiên có chút bất ngờ khi bà Sinh yêu cầu mình làm như vậy, nhưng cũng khéo léo từ chối với lý do Nghĩa là người muốn thì sẽ làm cho bằng được. Trong khi đó, ông Trường tâm sự với Ngân Hà. Ông cho biết công ty vừa là tâm huyết của mình, vừa là của con gái. Ông muốn cô về công ty giúp mình kinh doanh. Ngân Hà thắc mắc tại sao bố mình không giao toàn bộ việc ở công ty cho Nghĩa. Liệu có phải vì ông không tin tưởng con rể? Đáp lại, ông khẳng định ông có tin, nhưng không bằng niềm tin dành cho bản thân hay cho con gái. Cuối cùng, điều ông Trường lo lắng đã xảy ra. Vở kịch hạ màn, Nghĩa đã hoàn toàn để lộ bản chất thật trước mặt bố vợ. Tôi muốn ông chứng kiến những gì mà ông yêu quý nhất, tôi sẽ tước hết. Những gì mà ông mong mỏi nhất, tôi sẽ không cho phép ông có. Làm sao tôi có thể để con tôi gọi kẻ thù là ông ngoại được? Nghĩa tuyên bố. Nghĩa đã thẳng thắn nói ra thân phận của chính mình là con của ông Quang. Chúng ta cùng nhau đón xem những diễn biến tập 10 bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, phát sóng vào lúc 21:40 ngày 1/4 trên kênh VTV3 nhé.